Chào mừng các bạn đã quay lại với Đại Vương Review Phim. Ngày 5 tháng 8 năm 2019, Ấn Độ tuyên chỉ động tuyên chiến với Pakistan, chủ động phá vỡ hiệp ước hòa bình song phương. Thủ tướng Pakistan xem được thông tin đó thì tức cái lồng ngực ghê gớm. Sẵn bác sĩ vừa thông báo ông đã mắc căn bệnh ung thư não, thời gian sống chẳng còn lại nhiều. Nhân cái đại tiện này, ông ta quyết chơi khô máu với Ấn Độ một phen. Ông ta đã gọi cho ông trùm khủng bố tên Jim để cùng lên kế hoạch trả thù Ấn Độ. Đồng thời khi đó, Nandini là thành viên cấp cao của cục tình báo, cũng tới gặp Pathan và yêu cầu anh giúp mình dẫn dắt một đội đặc nhiệm mang tên Joker, được hợp thành từ nhiều đặc vụ số má đã nghỉ hưu. Rất nhanh cả nhóm đã nhận được tin tình báo, Tổng thống Ấn Độ sẽ bị nhóm khủng bố Outfit nhắm tới, khi ông này tham gia hội nghị cấp cao tại Dubai vào thời gian sắp tới. Cả nhóm nhanh chóng lên đường tới đó, cảnh sát cũng được điều động tới bảo vệ hiện trường. Cảm giác như một con ruồi, cũng không thể tiếp cận Tổng thống. Đợi nửa ngày vẫn không thấy bọn khủng bố có động thái gì, khiến mọi người bắt đầu hoang mang và nghi ngờ. Pathan nhanh chóng nhận ra mình đã bị tên Jim dắt mũi. Thì ra người hắn thật sự muốn nhắm tới là hai nhà khoa học nổi tiếng của Ấn Độ. Quả nhiên toàn bộ cảnh sát đã được điều động đi bảo vệ Tổng thống, nên hai nhà khoa học chỉ có thể tự thân vận động. Một kẻ khủng bố bịt mặt, hiên ngang vác theo khẩu phóng lựu, bắn ra một quả rocket, khiến chiếc xe dẫn đường lộn nhào. Sau đó đồng bọn của hắn cũng tới tiếp ứng. Bọn chúng dễ dàng khống chế được hai nhà khoa học. Pathan nhận được tin thì quay xe đá số, đuổi theo đám khủng bố, hai bên rượt đuổi gay cấn. Pathan không ngại lái xe vào đường ngược chiều, muốn tạo bất ngờ cho đám khủng bố. Ai ngờ bọn chúng đã sớm đọc vị được ý đồ của anh ấy. Đích thân thủ lĩnh của đám khủng bố là Jim, đã lái xe tông cho xe của Pathan lật nhào bổ ngửa. Jim đi tới và kích đều Pathan vài câu, tưởng anh thế nào, hóa ra cũng chỉ tầm thường như cân đường hộp sữa mà thôi. Sau đó ngạo nghễ mang theo tư thế của kẻ chiến thắng, Jim dùng súng bắn vào vũng xăng trên đất, muốn biến Pathan thành heo nướng mọi. May mắn khi cận kề cái chết, Pathan kịp thời nhảy ra khỏi chiếc xe trước khi nó phát nổ. Ngay sau đó máy bay của bọn khủng bố đã tới đón người. Jim dùng dây để đồng bọn kéo nhà khoa học lên. Ai ngờ Pathan như âm hồn bất tán lại xuất hiện, anh bắn ra móc sắt vào máy bay. Sau đó anh đu dây tới, đá bay tên Jim còn ngỡ ngàng xuống đất. Tiếp đến lại nhanh tay, đẩy nhà khoa học về lại máy bay của mình. Đáng tiếc khi Pathan chưa kịp rời đi lại bị Jim bám lấy. Hai người lao vào đánh nhau dữ dội, không má nào chịu thua má nào cả. Hai anh đánh nhau từ nóc xe này đến nóc xe khác. Mặc cho các xe có di chuyển, hai anh vẫn vững như kiềng ba chân. Pathan ăn miếng trả miếng, Jim cũng không kém cạnh. Hắn lợi dụng lợi thế đôi chân dài để đạp bay Pathan. May mắn anh nhanh tay túm được cửa thùng xe, mới giữ lại được mạng. Khi đã rảnh tay, Jim lôi sợi dây nối giữa hai máy bay, khiến chúng chao đảo trên không. Sau đó hắn lại móc sợi dây vào một móc lồi trên thùng xe. Pathan thấy hành động của hắn thì biết không ổn. Cứ đà này e rằng máy bay sẽ mất khống chế và đâm vào tòa nhà trước mặt. Pathan chỉ đành bảo đồng đội tháo một đầu của sợi dây ra, nhưng cũng đồng nghĩa với việc họ đã thả Jim về rừng. Thế là nhiệm vụ lần này của biệt đội Joker thất bại nặng nề, vì đã để sổng mất Jim và để hắn bắt cóc được một nhà khoa học. Dựa theo những manh mối của Jim để lại tại Dubai, các cộng sự của Pathan tìm ra được một kẻ có liên quan tới vụ này, đó là một bác sĩ mang tên Rubina. Cô ta là người gốc Pakistan, hiện đang công tác tại bệnh viện Tây Ban Nha. Rubina chính là người trung gian giúp Jim chuyển tiền. Có được manh mối ngay lập tức, Pathan đã lên đường tới Tây Ban Nha. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vừa gặp mặt Rubina, Pathan đã bị hớp hồn bởi nhan sắc xinh đẹp của cô ta. Anh như một kẻ si tình mà quên mất cả trọng trách mình đang gánh vác trên lưng. Rất nhanh Pathan đã rơi vào bẫy do Rubina và Jim bày ra. Thay vì đánh nhau căng thẳng như lần trước, bây giờ Jim lại chơi đòn tâm lý. Jim giới thiệu đàn em dưới trướng của mình đều là các đặc vụ số má từ khắp các quốc gia trên thế giới. Ngay cả Rubina cũng không ngoại lệ, cô là một đặc vụ tới từ IC. Bây giờ hắn chỉ còn thiếu một mật vụ từ Ấn Độ mà thôi. Jim ngỏ ý muốn chiêu mộ Pathan về dưới trướng của mình cho đủ bộ. Có mai có trúc có đào, có thêm Pathan nữa thì tuyệt vời biết bao. Mặc cho Jim đưa ra vô vàn lời mời gọi hấp dẫn hay trắng trợn đe dọa, Pathan đều không chịu khuất phục. Jim thấy anh ấy cứng đầu như vậy thì cũng không rông dài nữa. Hắn ta leo lên trực thăng rời đi, để lại Pathan cho đám đàn em của mình xử lý. Ngay khi đó Rubina bất ngờ đổi phe, cô đập vỡ ly rượu vang trên tay. Sau đó lao vào đánh bọn kia giúp Pathan, đừng nhìn thân hình thắt đáy lưng ong của cô mà coi thường. Bởi thân thủ của Rubina cũng không phải dạng vừa đâu. Pathan thấy cô ấy thể hiện thì cũng bị làm cho kinh ngạc. Ngay khi đó có một nhóm khủng bố khác có trang bị vũ trang đuổi tới. Rubina và Pathan chỉ đành rất xíu nhau bỏ chạy, hai người liều mạng nhảy xuống biển thoát thân. Khi đã an toàn, Rubina mới giải thích mình là cựu đặc vụ nằm vùng, được IC cử tới bên Jim làm nội gián.
hòng tìm kiếm một thứ mang tên Rabezi. Trong thời gian nằm vùng, Rubina đã tìm được rất nhiều manh mối quan trọng của thứ đó. Rubina ngỏ ý muốn hợp tác cùng Pathan, hòng hớt tay trên Rabezi trước Jin. Nói là làm hai người lập tức lên máy bay tới Nga, nơi Rabezi được cất giấu trong một chiếc két sắt khổng lồ. Bên ngoài két sắt có một hệ thống bảo vệ tân tiến nhất thế giới. Chìa khóa mở két sắt được chia làm hai mảnh, do hai người một là ông trùm và nữ doanh nhân ở hai nơi cách xa nhau nắm giữ. Việc đánh cắp chìa khóa vô cùng khó khăn, sau đó bọn họ chỉ có 10 phút để sử dụng chìa khóa mở cửa. Nếu không, két sắt sẽ tự động tạo ra một cơ quan bảo vệ khác. Với giao thông đông đúc ở Nga thì di chuyển bằng đường bộ sẽ không khả thi, nên Pathan đã nghĩ ra cách sử dụng máy bay để di chuyển. Bàn bạc xong xuôi, mọi người bắt đầu hành động. Rubina lợi dụng thân hình bốc lửa của mình mê hoặc ông trùm. Ông ta không hề hay biết mà vẫn giở thói dâm tặc sờ đùi Rubina. Nhờ vậy mà thông qua đó, bọn họ lấy được vân tay của ông trùm. Pathan cũng không chịu yếu thế, nhân lúc nữ doanh nhân ngủ say và chuốc thuốc mê bà ta. Nhờ vậy anh cũng dễ dàng có được dấu vân tay của bà ta. Ngày hôm sau, hai người họ cải trang đột nhập vào công ty của họ. Nhân lúc vắng người thì lẻn vào phòng riêng, dùng vân tay đã chuẩn bị từ trước, thành công mở được két sắt, đánh cắp đi hai mảnh chìa khóa. Thời gian 10 phút bắt đầu đếm ngược. Bọn họ tăng tốc lên sân thượng, bên trên trực thăng đã đợi sẵn yểm trợ. Hai người nắm vào dây thừng rất nhanh đã được trực thăng nhấc bổng lên, đưa tới tòa nhà có két sắt. Cả hai người không dám chậm trễ, họ song kiếm hợp bích cắt kính đột nhập vào bên trong. Thông qua hai mảnh chìa khóa, họ dễ dàng mở được két sắt. Nhưng họ chỉ còn đúng 1 phút để tìm ra Rabezi. Thời gian không còn nhiều nên Pathan đã ga lăng, nói để một mình anh xuống bên dưới tìm kiếm. Rất nhanh Pathan đã tìm thấy Rabezi, anh kinh ngạc phát hiện thì ra thứ đó chính là một loại vũ khí sinh học. Rubina nhanh chóng ném dây muốn kéo Pathan lên, anh không hề nghi ngờ mà ném Rabezi cho cô ta. Nắm được thứ mình cần trong tay, Rubina bắt đầu lật mặt. Dùng lửa cắt đứt sợi dây, một lần nữa Pathan lại bị rắt mũi, thì ra đây vẫn là kế hoạch của Jin. Hắn muốn lừa Pathan giúp mình lấy Rabezi về, còn bản thân chỉ việc ngồi chơi sơ nước. Pathan nhận ra thì đã quá muộn, Rubina rời đi để mặc Pathan bị nhốt bên trong khi tiền. Sau đó anh bị đặc vụ Nga bắt được và tra tấn dã man. Là cấp trên trực tiếp quản lý Pathan, Nandini cũng có mặt. Thay vì bảo vệ anh ấy, bà ta lại phủi sạch quan hệ, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Pathan. Cuối cùng anh bị áp giải tới nhà tù nghiêm ngặt bậc nhất thế giới. Trên đường di chuyển, phía Nga đã cử sát thủ tới muốn tiêu diệt Pathan. Anh đã cố gắng chống trả nhưng chỉ như mũi đốt inbox mà thôi. Ngay khi Pathan nghĩ phe này toang rồi thì đồng đội của anh xuất hiện như một vị thần tay cầm cốc tà tưa. Đồng đội với chiếc khăn trên tay dễ dàng xử đám tép diêu. Sau đó hai người kết hợp ăn ý cùng nhau đánh cho đám sát thủ của Nga tụt quần. Thấy có biến, đám cảnh sát Nga vội vàng ra tay, chúng bắn rocket làm tan nát toa tàu. Nhờ có hào quang nam chính mà Pathan và đồng đội vẫn sống nhăn răng. Hai người kết hợp ăn ý xử gọn đám cảnh sát trên toa tàu, sau đó lấy hai khẩu súng máy bắn hạ máy bay của quân đội Nga. Đáng tiếc chiếc máy bay rơi xuống làm hỏng đường ray, khiến con tàu lao xuống vực. Pathan và đồng đội vội vàng vắt chân lên cổ chạy ngược về lại phía sau. Kỹ xảo ảo ma Canada thế này Hollywood cũng phải chào thua. Phim Ấn Độ quả nhiên không có đất cho định luật Newton tồn tại. Kể từ đó Pathan dường như lui về ở ẩn, không còn ai thấy anh ấy nữa. Cho tới 3 năm về sau, tại châu Phi, bọn đàn em của Jin đã chế tạo cho hắn một quả tên lửa siêu to khổng lồ. Chúng vô tình bắt được một đặc vụ người Ấn Độ và bắt đầu tra tấn anh ấy. Nhìn ra mới biết, đây chẳng phải siêu đặc vụ Pathan trong truyền thuyết sao. Bọn kia lập tức muốn giết anh ấy để diệt hậu họa. Đáng tiếc Pathan đã sớm tháo hết ốc vít trên ghế ngồi. Nhờ vậy anh dễ dàng thoát ra và tẩn cho bọn chúng một trận lên bờ xuống ruộng. Là một chiến thần Ấn Độ, Pathan dư sức xử lý đám đàn EK ăn hại của Jim. Sau đó anh buộc chân một tên đàn em của hắn vào máy bay và lái máy bay rời khỏi châu Phi. Nandini đã tìm được tung tích của Rubina khi cô này đang nhởn ngơ dạo phố. Bà ta vội vàng cùng người của mình lên đường tới một ngôi nhà trên núi. Thì ra đây là nơi ở hiện tại của Pathan. Thì ra năm xưa Nandini không hề bỏ rơi Pathan. Bà ta dùng mã mốt để báo cho anh ấy biết kế hoạch ứng cứu của mình. Nandini nói cho Pathan biết về tung tích của Rubina. Thông qua tên đàn em của Jim bị mình bắt được, Pathan biết Jim sắp đánh bom Ấn Độ bằng vũ khí sinh học. Nhưng địa điểm cụ thể thì anh chưa nắm được. Nghĩ rằng Rubina nhất định nắm giữ manh mối, nên Pathan nhanh chóng lên đường. Sau nhiều ngày theo dõi, anh đã khống chế được Rubina và ép ả ta khai ra những gì mình biết. Thì ra Rabezi là một loại virus đậu mùa. Jim đã lợi dụng nhà khoa học mình đã bắt được ở Dubai để tạo ra một loại virus đột biến, chưa hề có các chữa trị hay vaccine phòng ngừa. Jim làm vậy theo lệnh của tướng quân Pakistan, hòng xóa sổ toàn bộ Ấn Độ.
Rubina vô cùng ân hận, cô không ngờ Jim lại ác độc như vậy. Rubina mong Vathan tha thứ và cho mình cơ hội sửa sai. Rubina nói bây giờ Jim đang ở phòng thí nghiệm, trong căn cứ của hắn tại Siberia. Có được manh mối trong tay, Vathan vội vàng tập hợp các đồng đội, hòng tùng ra cách đối phó. Ở bên này, Jim đã nắm trong tay hai quả cầu virus. Bây giờ hắn chỉ cần gắn chúng vào đầu tên lửa và cho phóng ra nữa là xong. Ngay khi đó, Vathan và đồng đội đã nhảy khỏi máy bay. Họ trực tiếp bắn vỡ nóc phòng thí nghiệm và đột nhập vào bên trong một cách bá đạo. Sau đó cả nhóm nhanh chóng xử lý đám thuộc hạ của Jim. Rubina cũng không nhàn rỗi, cô chạy tới phòng điều khiển, xử gọn những tên bên trong. Bọn họ trong ứng ngoại hợp, xử lý gọn gàng mọi thứ. Jim cảm nhận được nguy hiểm thì chạy ra bên ngoài xem xét. Rubina nhân cơ hội lẻn vào phòng thí nghiệm, muốn cuỗm đi hai quả cầu. Vô tình lại bị Jim trở về và phát hiện ra. Hắn không nhiều lời, liền bắn chết nhà khoa học. Sau đó cướp lại hai quả cầu từ tay Rubina và lái xe đưa chúng rời đi. Vathan không để cho hắn đạt được mục đích, anh lập tức lái xe truy đuổi phía sau. Đồng thời Vathan còn rút súng bắn Jim, không biết mắt nổ mắt xịt thế nào mà chẳng viên đạn nào bắn ra là trúng đích. Jim ném ra hai quả lựu đạn phá hủy đường đi, lại bị cú nghiêng xe của Vathan hóa giải. Họ đuổi nhau tới bên bờ biển, Vathan bắn súng, khiến hai quả cầu virus lăn lông lốc. Đáng tiếc đám đàn em của Jim đã đuổi tới, chúng đuổi cho Vathan chạy rẽ đất. Jim nhân cơ hội đó lái xe xuống, lấy lại được một quả cầu. Vathan dẫn dụ lừa xe hơi của kẻ thù, sau đó âm thầm xuất hiện, tặng cho chúng một quả lựu đạn. Rubina dùng giày trượt băng tham chiến, may mắn cô đã cướp được quả cầu còn lại trước khi nó bị Jim bắt lấy. Vathan đã quay lại anh quay Jim để Rubina có cơ hội vỏ chạy. Jim vô cùng xảo quyệt, hắn dùng chính chiếc mô tô của mình đỡ đạn của Vathan, sau đó nhảy lên xe vít ga đá số đuổi theo Rubina. Tới nơi hắn ném ra lựu đạn, khiến cả cô ấy và quả cầu chìm xuống hố băng. Vathan một lần nữa để Jim chạy thoát vì còn bận cứu Rubina. Sau đó Vathan giao quả cầu lại cho Nandini, nhưng không hề biết rằng nó là một tai họa ngầm. Rất nhanh nó được chuyển tới viện truyền nhiễm, nhưng khi các nhà khoa học mở ra chẳng có gì bên trong. Jim gọi điện thoại tới nói rằng chỉ cần họ mở quả cầu ra, đồng nghĩa với việc virus đã được khuếch tán. Bên trong còn có axit có thể ăn mòn đồ bảo hộ, khiến cho mọi người trong phòng đều nhiễm bệnh. Nandini rất nhanh đã phát hiện cơ thể của mình không ổn. Bà lập tức ra lệnh niêm phong phòng thí nghiệm. Họ thà hy sinh những người bên trong, cũng không muốn để virus phát tán ra bên ngoài. Nandini dặn dò Vathan phải bắt Jim về quy án. Sau đó họ cho nổ phòng thí nghiệm, giết chết virus bên trong. Sau đó Jim lại gọi điện thoại cho quân đội Ấn Độ, đe dọa sẽ đánh bom sinh học vào bọn họ và ra lệnh quân đội Ấn Độ phải rút quân khỏi hai vùng giao tranh với Pakistan trong vòng 24 giờ. Nếu không hắn ta sẽ cho nổ quả bom để Ấn Độ lãnh đủ. Vathan cay cú trở về lôi tên đàn em của Jim ra chút giận. Anh tra khảo hắn về vị trí Jim giấu quả tên lửa. Anh biết được quả tên lửa đang ở biên giới Afghanistan. Lập tức Vathan và Rubina tới đó và đóng giả làm nhà khoa học trà trộn vào bên trong, khiến Jim vô cùng bất ngờ. Hắn ta nhân lúc mọi người không để ý dùng ngôn ngữ cơ thể, ra lệnh cho tên tướng quân khởi động quả tên lửa. Sau đó Jim bỏ chạy, Rubina để Vathan đuổi theo hắn, còn mình ở lại tìm cách ngăn quả tên lửa. Đáng tiếc cô lại vấp phải sự chống trả của tên đại tướng. Không còn cách nào khác, Rubina chỉ đành cho hắn biết sự lợi hại từ nắm đấm của mình. Những tên thuộc hạ của hắn cũng chạy tới, Rubina dùng súng máy sấy bay bọn chúng. Thấy Jim mặc cánh phản lực bỏ trốn, Vathan cũng học theo, hai người chơi trò đuổi bắt trong không trung. Rubina đã ngăn được quả tên lửa, nhưng không hề có quả cầu chứa virus bên trong. Cô lập tức thông báo tin đó cho Vathan và yêu cầu anh phải bắt được Jim trước khi hắn ngăn không cho hắn thực hiện kế hoạch khác. Rubina tra hỏi đám đàn em của Jim thì biết được quả cầu đang ở trên một chuyến bay sắp hạ cánh xuống Delhi. Rubina lập tức thông báo cho chỉ huy và yêu cầu chiếc máy bay đó không được hạ cánh. Ở bên này Vathan lao thẳng lên trời, sau đó tháo bỏ bộ cánh. Anh căn chuẩn lúc và nhảy thẳng lên người của Jim. Hai người ôm nhau giằng co và bị rơi xuống một ngôi nhà trên vách núi. Vathan chưa kịp chuẩn bị đã bị Jim đấm cho một đấm sấp mặt. Jim thừa nhận mình đang giữ kíp nổ trong tay. Vathan có 6 phút để kết thúc trận đấu và cứu đất nước của mình. Thời gian là vàng bạc, Vathan lao vào đánh nhau cùng Jim. Rõ ràng thể lực của Jim không hề đơn giản. Vathan không phải là đối thủ của hắn ta, thậm chí anh còn bị hắn bón hành ngập mồm. Ở bên này các đồng đội vẫn đang chờ tin tốt từ Vathan. Thời gian dần rút ngắn mà Vathan không hề có hồi âm. Chỉ huy chỉ đành ra lệnh phóng tên lửa tiêu diệt máy bay, đồng nghĩa với việc hy sinh toàn bộ hành khách trên đó. Mắt thấy thời gian sắp hết, Vathan chỉ đành liều mạng. Anh trực tiếp lao vào con dao găm của Jim, hành động tưởng chừng ngu hết chỗ nói.
lại giúp Pathan lấy được kíp nổ trên tay Jin và vô hiệu hóa quả cầu virus trong 2 giây cuối cùng. Chỉ huy lập tức ra lệnh hủy bỏ tên lửa. Nhờ vậy mà các hành khách trên máy bay giữ được mạng. Pathan thừa thắng xông lên, anh phản công đá văng Jin ra khỏi nhà. Jin vẫn cố gắng bám vào những cột gỗ bên ngoài, Pathan đâu cho hắn có cơ hội sống sót. Anh dùng chân dậm mạnh, khiến Jin rơi xuống vực thẳm chết thê thảm. Đáng đời cho tên ác nhân thất đức, sau đó Pathan được bổ nhiệm, lên thay vị trí của Nandini. Nhiệm vụ của anh chính là tiếp tục bảo vệ đất nước và người dân Ấn Độ.